Xin kính chào tất cả các bạn. Trong thời gian vừa qua, các hệ thống truyền thông có đề cập đến một loại tai nạn có liên quan đến xe hơi số tự động. Trong những trường hợp đặc biệt thì người lái xe đã không phân định được đâu là chân ga và đâu là chân phanh, gây nhầm, tạo ra những cái tai nạn đặc biệt nguy hiểm. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một sáng chế mới của Việt Nam đã được cấp bằng vào tháng 5 năm 2015, bằng sáng chế độc quyền với tên gọi hệ thống cảnh báo và xử lý việc nhầm ga phanh dành cho xe hơi số tự động. Trước mắt các bạn là bộ mô phỏng ga phanh đã được lắp hệ thống xử lý chuyển nhầm chân ga chân phanh cho xe hơi số tự động dựa theo bằng sáng chế số 14087. Chúng ta cũng thấy bộ này lấy nguồn trực tiếp từ bình ắc quy qua ngõ mồi thuốc lá trong xe cũng được. Không can thiệp hệ thống ABS, hệ thống ECU hay là các hệ thống trợ lực khác của xe. Bên tay phải của tôi là mắt cảm biến. Mắt cảm biến này để giúp đo đạt tốc độ đạp chân ga. Trong những tình trạng nhầm chân ga chân phanh thì người lái xe ô tô số tự động sẽ đạp này rất nhanh và khi đó là xe sẽ có gia tốc rất lớn. Khi chúng ta đạp chân ga quá nhanh thì bộ POC, bộ vi xử lý sẽ xuất một cái lệnh cho cần thắng kéo cái chân thắng xuống để hạn chế tốc độ. Điều này có thể chúng ta sẽ loại trừ ra được nếu chúng ta có thể bỏ hệ thống này ra bằng cách là on off, thì coi như là bộ xử lý này sẽ không tác động vào xe, giống như chiếc xe còn nguyên origin, không lắp cái gì hết. Khi chúng ta vào trong thành phố, chúng ta lo ngại là sẽ có thể là nhầm ga, nhầm giữa chân ga và chân phanh, thì khi đó chúng ta kích hoạt bộ này lên. Nếu chúng ta đạp chậm rãi, từ tốn, giống như là chúng ta điều khiển một chiếc xe số tự động theo tiêu chuẩn, thì không có vấn đề gì xảy ra. Các bạn cũng thấy không có vấn đề gì xảy ra. Và hệ thống thắng cũng vậy, nó cũng bình thường như là origin, không có tác động gì hết. Nhưng trong những tình trạng hoảng loạn, tức là người tài xế đã không phân định được đâu là ga, đâu là phanh, thì họ khi đó họ muốn phanh nhưng mà họ sẽ không phanh được vì họ mất kiểm soát. Và khi đó nếu chúng ta là người tài xế đập nhanh quá mức thì hệ thống phanh sẽ được kéo, các bạn xem nhé. Nếu khi mà chúng ta đập quá nhanh thì hệ thống thắng đã được kéo xuống và chúng ta chỉ cần nhấc chân ga lên là bộ POC sẽ reset hệ thống, chân thắng sẽ nhảy lên trở lại ở trạng thái ban đầu. Bên chân thắng chúng ta thấy có một cần kéo, nó có được kéo bởi một 500 điện hoặc là trục motor, motor trục vít. Đây là tiếng kèn còi cảnh báo và đây là đèn cảnh báo. Hệ thống này để giúp chúng ta có thể biết mình đã thao tác sai và chúng ta nhiệm vụ của người tài xế chỉ cần nhấc chân ga lên trở lại là chúng ta có thể đạp bình thường và không vấn đề gì xảy ra. Tiếp theo, nếu chúng ta lại đạp nhanh thì lại có tình trạng cảnh báo và hệ thống xử lý. Trong những trường hợp đặc biệt, khi chúng ta đã qua mức độ an toàn ban đầu và ở nửa hành trình chân ga thì chúng ta vẫn còn một công tắc cuối cùng. Đây là những trường hợp mà khi tài xế đang vê ga nhưng mà do một lý do nào đó họ mất kiểm soát, họ đạp sát sàn, ga sát sàn, thì hệ thống chân thắng cũng được tác động. Các bạn hãy xem.